Mỗi người có một góc nhìn khôn ngoan khác nhau. Người khôn ngoan chân lý thì áp dụng luật gì ạ? Cân bằng. Tức là các bên tham gia khi giao tiếp ấy, mà các bên tham gia vào cái cuộc giao tiếp đó thì các bên đều được hạnh phúc như nhau. Thì cái việc đầu tiên là bạn phải áp dụng cái quy luật cân bằng. Nguyễn Hậu có đặt câu hỏi thế này: thầy ơi, làm sao để biết cách ứng xử, biết cách giao tiếp được khôn ngoan ạ? Trước tiên thì tôi phải định nghĩa cái khái niệm khôn ngoan. Mỗi người có một góc nhìn khôn ngoan khác nhau. Người khôn ngoan chân lý thì áp dụng luật gì ạ? Cân bằng. Tức là các bên tham gia khi giao tiếp ấy, mà các bên tham gia vào cái cuộc giao tiếp đó thì các bên đều được hạnh phúc như nhau. Thì cái việc đầu tiên là bạn phải áp dụng cái quy luật cân bằng. Thế thì như vậy là trong một cuộc nói chuyện có 5 người, nếu như vì bạn cảm xúc, bạn thích nói chuyện với một bạn A thôi thì bạn bỏ 3 người kia còn lại, và 3 người kia vô cùng buồn, còn 2 đứa lâu ngày gặp lại nhau tâm sự vô cùng vui. Vì vậy niềm vui không thay đổi, tổng niềm vui không thay đổi, nhưng nó chia cho 2 đứa lâu ngày không gặp nhau, còn 3 đứa kia ngồi chầu hậu cái mồm ra nghe, mà nghe nó chán, mà cười trừ nắm thì nó mỏi mồm, mà không cười nó bảo là khinh người. Thế dẫn tới là cứ ngồi chầu hậu vậy, cho nên nó khổ lắm. Cho nên người khôn ngoan thì người ta biết điều tiết câu chuyện như kiểu là tưới rau vậy, tưới đều vào mọi người. Hai đứa đang nói chuyện đừng có vô duyên, thỉnh thoảng phải quan tâm đến câu chuyện của người gì ạ tiếp theo một tí. Tức là hãy đưa ra một chủ đề mà nhiều người tham gia được vào thì người đó gọi là người khôn ngoan trong giao tiếp, và đấy là khôn ngoan chân lý, tạo ra sự gì ạ? Cân bằng. Thứ hai, đấy là tôi nói đầu tiên là nói về chiến lược giao tiếp đã nhá, thì cần phải cân bằng. Đấy, cho nên là nguyên tắc là khi mà tôi ngồi với 5 học viên mà một anh nào học hỏi xoáy mà hỏi tham nhiều quá thì nguyên tắc là tôi bỏ qua anh ấy và tôi hỏi 4 người còn lại là anh em có hỏi gì cứ hỏi đi, và nguyên tắc tôi sẽ trả lời đều 5 người. Chứ nếu không thì một ông ấy tôi trả lời một ông thì ông ấy vui, còn 4 ông kia cứ ngồi chầu hẩu nó buồn. Đấy. Và anh em cũng thấy là trong cái việc mà live stream tôi trả lời thế này thì nguyên tắc tôi trả lời câu hỏi của bạn, nhưng thường tôi mở rộng ra để mà giải quyết được bài toán ai nghe cũng sử dụng được. Thì bản chất như vậy là niềm vui được tưới tắm đều đến mọi người, người già nghe cũng có thể biết được một chút để chia sẻ với con cháu, người trung niên nghe thì cũng biết được lộ trình phát triển cuộc đời, người trẻ nghe cũng có một cái động lực. Thì như vậy ai nghe cũng thấy có một chút ở cái phần tốt cho mình ở trong đó. Thì như vậy một cái cuộc nói chuyện như vậy là một cuộc nói chuyện khôn ngoan, có chiến lược để đảm bảo rằng tưới tắm cho tất cả mọi người có niềm vui. Thứ hai là bạn hãy sử dụng quy luật của hấp dẫn. Thế nào là hấp dẫn? Vậy thì nếu trong 5 người mà ngồi với nhau, bắt buộc bạn phải tìm ra một chủ đề mà hấp dẫn cả 5 người. Đó là sự gì ạ? Từng trải trong giao tiếp thì bạn mới sớm phát hiện ra điều đó. Còn thông thường thì các bạn hay tập trung vào một chủ đề mà có khi 10 người ngồi chỉ có 1 người, 2 người tham gia được thôi. Và các bạn thì rất hào hứng. Cũng giống câu chuyện như là mình đi rủ hát karaoke thôi. Thì nếu có 5 người đi với nhau thì bao giờ mình cũng phải hỏi là 3 người, 4 người còn lại là bạn có thích hát không? Nếu mà 3 người thích hát và mình cũng thích hát thì nên quyết định đi. Chứ còn nếu 3 người mà không thích hát mà chỉ có 2 đứa thích hát thôi mà cứ quyết định đi hát karaoke, kể cả bạn là người trả tiền, thì cái người phải đi với bạn xong họ về họ vẫn cảm thấy ức chế là gì ạ? Họ mất thời gian vào một việc mà họ không được có vui. Cho nên là nguyên tắc là phải chọn một cái chủ đề gì đó mà tất cả mọi người đều hấp dẫn. Chính vì vậy là chúng ta hay với có cái câu chuyện là lấy ý kiến của toàn dân. Ví dụ trước khi đi nhậu thì hỏi là đi nhậu thịt chó có ai thích nhậu không thì giơ tay. Mà các cánh tay không ai giơ lên thì mình hiểu là không thể chọn một cái chủ đề mà không ai thích cả. Vậy thì ngồi với nhau cũng vậy. Nếu như 4 người mà họ dân trí cao,
họ không thích kể nể mấy cái câu chuyện phàn nàn, chửi thằng nọ, nói xấu thằng kia. Thế mà mình cứ ngồi mình kể thì mình là kẻ vô duyên, vì nó không hấp dẫn với những người ở cùng tầng bậc. Như vậy là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, trong cùng một căn cơ. Cho nên cái người đỉnh cao trong giao tiếp là người họ từng trải ở các tầng bậc, và họ nhìn mặt của các chú ngồi với nhau là họ biết ở tầng bậc nào, và họ tự chủ động đưa ra một chủ đề mà tất cả các chú tham gia được vào, và cuộc nói chuyện hôm đó nó rất là rôm rả và rất ý nghĩa. Như vậy là hai thứ mà anh chị áp dụng trong giao tiếp ngay được: một là quy luật hấp dẫn, hai là quy luật cân bằng. Và như vậy thì chúng ta mới mang lại cái giá trị, như vậy được gọi là khôn ngoan. Còn thường mọi người hiểu giao tiếp khôn ngoan là lừa được thằng nọ, lừa được thằng kia và kiếm được mấy đồng sau cái cú lừa ngoạn mục đó thì gọi mình là khôn ngoan. Không, đó là khôn lỏi, mà đời này chưa thằng nào thành công nhờ khôn lỏi cả, mà phần lớn là nhờ thành công từ khôn ngoan. Ngoan có nghĩa là nhận vừa đủ phần mình, cân bằng các bên và chia đều niềm vui. Thì như vậy chúng ta với là người khôn ngoan, thì tôi định nghĩa khôn ngoan và phương pháp giao tiếp như vậy, hãy ứng dụng hai quy luật hấp dẫn và cân bằng, thì bạn có ngồi bất cứ đâu bạn cũng tạo ra niềm vui cho những người xung quanh. Và thêm một chút nữa gọi là cân bằng, cũng một góc trong giao tiếp của sự cân bằng. Cân bằng là nếu hai người ngồi nói chuyện với nhau mà hai thằng cùng không nói thì ai nói, mà hai thằng cùng tham nói thì ai nghe. Cho nên nó phải rất là cân bằng. Tổng lượng nói là không thay đổi, chỉ là mồm thằng này nói thì tai thằng kia phải nghe mà thôi. Cho nên bạn phải làm sao đấy mà người ta nói 10 phần thì bạn phải nói được 2 phần. Thì như vậy nó gọi là kẻ tung người hứng. Chứ người ta nói bạn chỉ có ngồi ừ hữ không mà không có chính kiến, thì như vậy người ta nói chuyện một lúc với bạn người ta cũng thấy vô vị. Và gì ạ? Ngược lại là bạn chỉ có nghe không mà thằng kia nó nói nhiều quá, thì mình mà là người nói nhiều quá mà người kia nó chỉ có nghe không thì bạn phải hiểu nó cũng rất là nhàm chán. Cho nên mình phải biết đặt câu hỏi để khơi gợi cho cái người đối diện của mình họ cùng tham gia câu chuyện. Như vậy làm sao đấy mà phân phối được cái lượng người nói, nó cân đối được cả hai bên thì càng tuyệt vời. Cho nên những cuộc giao tiếp như vậy gọi là những cái cuộc giao tiếp mang tính cân bằng. Cho nên chúng ta áp dụng cái luật cân bằng vào để hạnh phúc. Cho nên khi nào mà chúng ta thấy mình nói liên tục mà bạn mình không thấy nó nói năng gì thì bạn hãy tìm cách đặt câu hỏi để khơi gợi cho bạn mình có cái cơ hội được thổ lộ, được nói chuyện. Như vậy đấy mới là niềm vui. Và nếu bạn nói trong hết trong một cái cuộc nói chuyện như vậy thì không khác gì anh đi hát karaoke mà anh cầm mic từ đầu đến cuối và bắt người ta nghe, ngồi nghe anh hát, mà anh hát nào có hay, họ như bị tra tấn vậy, nhưng mà cuối cùng có mỗi anh vui thôi. Còn họ chỉ gượng ngồi để nghe anh vì lịch sự mà phải ngồi nghe anh hát thôi. Cho nên mình còn thỉnh thoảng mình phải khơi gợi thôi, bạn ơi hát không hay cũng là hát tí. Còn trong giao tiếp là gì? Khơi gợi để cho họ nói chuyện. Đấy thì chia sẻ với các anh chị để các anh chị sử dụng được quy luật của hấp dẫn và cân bằng trong giao tiếp để cho mình trở thành một người khôn ngoan trong giao tiếp. Liên hệ ngay Học viện CEO miền Nam, hotline 0842 424466.